Bữa mít là mít 51 đồng. Cho nó móc con ngọc ăn chứ. Thôi,
bỏ luôn đi chứ có một miếng áo cầm ba lấy sơ ba lấy đồ bà dạ, ăn sơ mà bỏ luôn đi bỏ đây bỏ đây. Mít bự ra, muối bự ra, muối bự ra ở mặt ra. Mít gì?
con là con. Ta biết ta đang hơi nó hái rồi nó mua cho mẹ nó chị yêu thích thứ năm nó kia quên đang bước mua với tao quên hình như cái mùi gì nó thơm mà nó chỉ có mùi ghét mùi gì nữa cái túi trời ống mình muốn
chuẩn bị rồi. Xin chào nha. Nếu muốn mít ăn nha, Việt Nam mít nhiều. Bên này thì hiếm. Hiếm mà hiếm mà hiếm mít thấy ngon. Okay. Chào Nam. Ăn ơi chết. Ăn à Út. Ăn miếng không? Hả? Mềm mà. Đây học biết đây nướng hay luộc luộc à, bắt mờn đã lắm ha.